Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến ầm ầm, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh được Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh được Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác. Đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh 1981 thân mến, mọi người thường nói rằng mỗi người đều có một số mệnh riêng biệt, một số phận riêng với những biến động khác nhau. Có người gặp phú quý, có người phải đối mặt với khốn khó và cũng có người may mắn và không may mắn. Ý nghĩa là số mệnh do chính chúng ta tạo ra và hạnh phúc được tìm kiếm từ bản thân. Mặc dù vận may của một người có thể do trời ban, nhưng số phận cuộc đời lại là kết quả của những nỗ lực mà người đó bỏ ra. Khái niệm nghịch thiên cải mệnh không phải là phản đối ý thần mệnh, mà thực tế là mỗi người chúng ta đều đang dấn thân vào hành trình tìm kiếm, khám phá và cải thiện số mệnh con người của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về vận trình tử vi của người tuổi Tân Dậu sinh 1981. Đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm 2024, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ giúp cho quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần chú ý nắm bắt vận may, quý bản mệnh sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổi đời thành công. Ngoài ra, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Tân Dậu có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc, may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời và giàu có viên mãn. Người tuổi Tân Dậu sinh 1981 cầm tinh con gà, địa chi long tàng chi kê, tức gà trong lồng, mệnh thạch lựu mộc, cây thạch lựu. Những người tuổi này tính tình lanh lợi, hoạt bát. Bạn có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Tân Dậu không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Tân Dậu lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người. Tân Dậu là người sống tách biệt, kín đáo, với vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo. Họ khá mạnh dạn, dám nghĩ dám làm và rất kiên định. Tân Dậu rất tự lập và hiếm khi dựa dẫm vào người khác. Họ cảm nhận rất rõ về cái tôi và có thể khiến những người xung quanh phải câm lặng. Đôi khi, Tân Dậu cần học cách ngừng nói về bản thân và lắng nghe những người khác. Tân Dậu có tài hùng biện và có thể dùng lời lẽ để lấn át miệng lưỡi đối thủ. Họ rất trung thực và thường không quan tâm nhiều tới cách lựa chọn câu chữ. Đặc điểm này càng nổi trội ở Tân Dậu khiến lời ăn tiếng nói đôi khi có thể rất khó nghe. Tân Dậu rất nghiêm khắc khi xử lý lỗi lầm. Sự lạnh lùng, khó gần và bản tính đôi chút hung hăng của Tân Dậu thường gây trở ngại cho tình bạn hay tình yêu. Nguồn năng lượng vô tận đôi khi khiến họ chú ý quá nhiều tới các chi tiết. Tân Dậu nên học cách tập trung vào kết quả cuối cùng, thay vì quá chú ý đến tiểu tiết. Tuổi Tân Dậu hơn người và cũng khó đoán, bởi họ là mẫu người đa tài. Một số người trong nhóm Tân Dậu sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật hội họa.
trang trí sắc màu văn chương, thơ ca. Với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh, Tân Dậu sẽ có thành tích cao trên con đường nghệ thuật của mình. Bản chất yêu thương con người khiến họ đi theo con đường y dược, bảo hiểm, giáo dục, công tác từ thiện xã hội. Dù Tân Dậu có đi theo con đường nào thì cơ hội thành công và giàu có cũng cao, bởi họ có tài, có tâm, lại kiên cường vươn lên không biết mệt mỏi. Quan trọng hơn là Tân Dậu nắm trong mình lộc cách. Tuổi Tân Dậu phù hợp với các lĩnh vực an ninh, quân đội, đặc biệt những năng lực, khả năng của họ được bộc lộ rõ ràng và sẽ nhanh chóng được thăng chức, nên nếu được lựa chọn nghề phù hợp nhất thì nên đi theo con đường đó. Tân Dậu có vận may về tài chính. Tân Dậu thường không để tất cả trứng vào một giỏ nên cũng không phải rơi vào cảnh trắng tay. Tân Dậu cũng nên thử sức và có cơ hội làm giàu nhanh chóng. Bản mệnh đã đi qua những thời kỳ khó khăn, thất bại. Khi ta mỏi mệt rồi nghe lời động viên mà lấy động lực lại lao vào chiến đấu can trường, đấy sẽ là người mà ta hiểu hơn ai hết, rõ hơn ai hết. Là người duy nhất trên thế giới này ta có thể trao gửi trọn chân thành, đấy cũng là người sẽ khiến ta tốt hơn, đẹp hơn. Phấn đấu để thành phiên bản hoàn mỹ của mình nhiều hơn, sửa những lỗi lầm mà ta có, nhắc ta không phạm phải những điều không nên. Và khi cả thế giới này quay lưng lại với ta, không tin tưởng ta, không ủng hộ ta, chính Tân Dậu sẽ là người duy nhất cho ta nguồn động lực mà hiện thực hóa những điều mình mong mỏi. Tân Dậu chấp nhận cái mà mình đang có, nhìn vào những cái cũng ổn để khỏa lấp đi những cái thiếu sót hay trống rỗng trong lòng, sau đấy tập trung vào công việc, phấn đấu vào sự nghiệp, chăm chỉ làm ăn như một cách để quên đi nỗi thất vọng về việc ta đã không có được đủ sự sẻ chia trong gia đình nhỏ của chính mình. Không thủ đoạn, chẳng mưu mô, không đê tiện, chẳng đớn hèn, vậy nên ra ngoài xã hội, Tân Dậu sống được, sống rất tốt là khác. Tân Dậu có cơ hội mới tiềm năng hơn, nhưng sử dụng thế nào, tạo ra bước phá được hay không còn tùy thuộc vào độ nhanh nhạy, lì lợm và khôn khéo của mình nữa. Và hãy tin rằng, có phúc ắt có lộc, sống thiện lương, không đi đâu mà thiệt, ở đời, hơn thua tranh đấu, lo được, lo mất, nhưng về cuối cùng nhìn lại bản thân bình yên, gia đình hạnh phúc là được. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ, mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, Tân Dậu thường may mắn được người giúp đỡ, trợ giúp và ủng bạn nhiệt tình, đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Nếu thuận sinh vào hai mùa đông, mùa xuân, cuộc đời sung sướng, an nhàn, có người còn được cả vinh hoa phú quý vì có chỗ dựa vững chắc, lâu dài, nghịch sinh tấm thân, tuy không vất vả nhưng gia đình, tình cảm không yên, tiền bạc giàu ra thất thường. Tân Dậu có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn, phải đi vào hậu vận, gia đình trở nên khá giả nhờ vợ con, cuộc sống có nhiều niềm vui. Tân Dậu là người đam mê công việc, rất có tổ chức, khá khắt khe và để ý đến từng chi tiết nhỏ, họ sẵn sàng làm việc hết mình để đạt được tiền tài và danh vọng. Tân Dậu thích dùng bản năng và phán đoán của chính mình để đưa ra quyết định, họ không dễ đồng thuận với quan điểm hoặc sự chỉ trích của người khác, tuy nhiên, người này khá bướng bỉnh, ngoan cố và ngạo mạn. Tân Dậu kỳ vọng nhiều vào những người khác và chính bản thân mình. Họ đề cao quá mức cái tôi và thường tìm kiếm những người biết lắng nghe để duy trì và nuôi dưỡng cái bản ngã vốn đã rất lớn của mình. Nam mệnh tuổi Tân Dậu. Nam Tân Dậu là người có tài hùng biện, lời lẽ của họ có thể lấn át được đối thủ. Họ là người có bản tính trung thực, không quan tâm đến câu chữ sau đó mà có thể gây khó chịu về người nghe, về lời ăn, tiếng nói của bản thân. Đặc trưng trong tính cách của họ chính là rất nghiêm khắc trong việc xử lý lỗi lầm. Sự lạnh lùng cũng như chút hăng trong bản tính là trở ngại lớn nhất trong tình yêu của Nam Tân Dậu. Đa phần Nam Tân Dậu là những người có cuộc sống sung túc từ nhỏ, lớn lên muốn một mình tự lập, hay hoang phí nhưng lại có chí tiến thủ. Nam Tân Dậu là người làm ra nhiều tiền, nhưng hoang phí nên sẽ phải gặp tình trạng túng quẫn bất ngờ, cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm. Nếu biết cách tiết kiệm, hạ thấp cái tôi của mình xuống, thì hậu vận mới mong có được cuộc sống an nhàn. Công danh thì có khi lên cao, khi xuống thấp, chỉ được đánh giá ở mức trung bình mà thôi, không dư giả quá nhiều, gia đạo không mấy ôn hòa, tình ruột thì không được son sắc và thắm thiết. Bản mệnh của tuổi Tân Dậu sinh 1981 được Phật Bất Động Minh Vương bên mình, tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên, tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc.
để tiến tới thành công thời điểm mấu chốt. Muốn học được cách suy nghĩ độc lập, có quyết đoán và có sự tỉnh táo thì đừng quên thỉnh vật phẩm phong thủy các tường này. Nữ mệnh tuổi Tân Dậu. Nữ mệnh có năng lượng kép từ hành kim nên sẽ đặt ra rất nhiều áp lực cho bản thân cũng như người khác, đề cao cái tôi cá nhân nên họ sẽ có xu hướng tìm những người biết lắng nghe, thấu hiểu mình. Nữ mệnh tuổi này là người có cá tính mạnh mẽ và kiên định với suy nghĩ của mình, không biết dựa dẫm vào bất kỳ ai mà đều tự mình vươn tới. Đây cũng là tiếp người say mê công việc, làm gì cũng phải tính toán và khắt khe để ý. Với họ thì gia đình bao giờ cũng là quan trọng nhất, vì thế những điều mà họ cố gắng suy cho cùng cũng chỉ vì gia đình mà thôi. Họ thường là người có tài hùng biện, lời lẽ của họ có thể lấn át được đối thủ. Họ cũng là người ngay thẳng, chính trực, không để ý quá về câu chữ. Do vậy nên nhiều khi cách họ nói có thể khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Bản chất của họ có một chút gì đó vô cùng lạnh lùng và hung hăng, sẽ khiến cho vấn đề tình yêu trở nên khó khăn. Theo tử vi trọn đời thì nữ mệnh là người có số sướng, từ nhỏ đã được sinh ra trong gia đình có nhiều của cải, cuộc sống sung túc hơn những bạn bè khác. Bước vào giai đoạn lập nghiệp có đôi chút khó khăn nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ, hoạn nạn thì có bạn bè sẻ chia. Về sau khi đã có gia đình cũng được chồng con yêu thương hết mực, vợ chồng hòa thuận đến già, tài lộc càng về sau càng dư dả, sung túc đến lúc cuối đời. Nhìn chung, nữ mệnh Tân Dậu là người có vận mệnh tốt, cả về trung vận và hậu vận, gặp nhiều sự may mắn, dễ dàng lập nghiệp, thành công hơn người, cả cuộc đời không băn khoăn gì về tiền bạc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Tân Dậu sinh 1981, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới mang đến một bức tranh đầy sắc màu cho người tuổi Tân Dậu. Tuy nhiên, cũng như một bức tranh vẽ, bạn sẽ cần có sự quyết tâm và sự chỉnh chu trong việc sắp xếp các sắc thái của cuộc sống. Tử vi cho thấy, bạn có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi một loạt các mục tiêu và mong muốn nhảy múa trong tâm trí, khiến bạn khó khăn trong việc tập trung. Thời điểm này, việc ghi lại những ước mơ và kế hoạch sẽ rất cần thiết. Hãy để bút viết ra những điều bạn muốn đạt được và mạnh dạn gạch bỏ những gì không thực tế, những điều chỉ làm tốn thời gian và năng lượng của bạn. Đừng quên rằng, thời gian và năng lượng của mỗi người là có hạn, do đó, chỉ nên tập trung vào một vài điều thật sự quan trọng trong mỗi thời điểm. Điều này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và tránh cảm giác kiệt sức. Dưới sự ảnh hưởng của dịch mã, thời điểm này là thời điểm lý tưởng để bạn di chuyển và khám phá những cơ hội mới, dù có phải bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả cuối cùng sẽ rất xứng đáng. Đôi khi, sự vất vả và những chuyến đi xa xôi lại mang đến cho bạn những phần thưởng bất ngờ, giúp bạn đạt được những điều mà trước đây bạn chỉ dám mơ ước. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy rằng, bạn có thể cảm thấy cô đơn trong chuyện tình cảm, giống như một chiếc bóng lặng lẽ trôi giữa dòng đời. Sự thiếu quan tâm từ những người xung quanh khiến bạn đôi khi rơi vào tâm trạng buồn tủi, tự mình đối diện với những khó khăn mà không có ai bên cạnh. Đó chính là lúc bạn cần tìm kiếm sự đồng cảm và mở lòng hơn với những người yêu thương bạn. Dù cuộc sống có đưa ra nhiều thử thách, đừng để sự nản lòng đánh gục bạn. Mỗi lần bạn bắt đầu một điều gì đó mới, niềm hy vọng dâng trào nhưng lại dễ dàng bị dập tắt khi gặp phải trở ngại. Hãy nhớ rằng, thất bại chỉ là tạm thời và chỉ có những ai dám đối diện với khó khăn mới có thể viết nên câu chuyện thành công cho riêng mình. Ngũ hành tương sinh là một điểm sáng trong bức tranh tổng thể của thời điểm này. Sự kết nối, hợp tác với những người xung quanh sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn là người tài năng, năng động và được mọi người yêu mến. Hãy ghi nhớ rằng, bạn có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu nếu biết trân trọng sự tin tưởng mà người khác dành cho mình. Đừng làm họ thất vọng vì đó chính là nguồn động lực lớn nhất để bạn tiếp tục tiến bước trên con đường phía trước. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Tân Dậu sinh 1981, đúng 7 ngày tới. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh 1981, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới sẽ là một thời điểm thú vị và đầy hứa hẹn cho người tuổi Tân Dậu. Tử vi cho thấy, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp. Đây không chỉ là những cuộc gặp gỡ thông thường, mà là những cơ hội quý báu để bạn xây dựng và củng cố các mối quan hệ có giá trị. Hãy dành chút thời gian và công sức để hỗ trợ họ trong các dự án lớn. Chính những trải nghiệm này sẽ là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Đối với những ai đang khởi nghiệp, thời điểm này có thể mang đến một số thử thách không nhỏ,
bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và đôi khi mất đi niềm tin vào bản thân khi các mục tiêu không đạt được như mong muốn. Nhưng hãy nhớ rằng mọi hành trình đều cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Việc thành công ngay từ đầu không phải lúc nào cũng là điều khả thi. Hãy kiên nhẫn và dũng cảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, vì mỗi khó khăn đều mang đến bài học quý giá cho bạn. Tỷ kiên xuất hiện trong thời điểm này như một lời nhắc nhở bạn rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Sự linh hoạt và khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới chính là chìa khóa để bạn vượt qua thử thách khi gặp phải khó khăn. Hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và tìm ra giải pháp. Đừng quên ghi nhớ những gì bạn đã học được từ mỗi tình huống, bởi chúng sẽ giúp bạn vững vàng hơn trong tương lai. Ngoài ra, một điều quan trọng không kém là cách bạn đối xử với đồng nghiệp. Nếu có một lỗi nhỏ nào đó từ họ, đừng vì thế mà chỉ trích hay nhắc đi nhắc lại. Bạn cũng từng phạm phải những sai lầm tương tự và đã được người khác tha thứ. Hãy sống bao dung và thấu hiểu, tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện và lành mạnh. Như vậy, không chỉ bạn mà cả mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc cùng nhau. Nhìn chung, đúng 7 ngày tới sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn, mở ra nhiều cơ hội mới cho bạn. Hãy nắm bắt những cơ hội này. Với sự tự tin và lòng kiên trì, với sự quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể biến những thách thức thành bàn đạp cho sự thành công trong sự nghiệp của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu sinh 1981, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới, tài vận của tuổi Tân Dậu có những tín hiệu tích cực, nhưng đằng sau những đồng tiền bạn kiếm được chính là sự vất vả và nỗ lực không ngừng nghỉ. Những thành quả này không chỉ đơn thuần là may mắn, mà là minh chứng cho những giờ làm việc chăm chỉ và sự cống hiến hết mình. Hãy ghi nhớ rằng, mỗi đồng tiền bạn kiếm ra đều mang trong mình giá trị, vì vậy, hãy trân trọng và gìn giữ chúng thật cẩn thận. Thế nhưng trong thời gian này, bạn cũng cần đặc biệt cảnh giác với những cơ hội đầu tư ma đầy mạo hiểm. Có thể bạn sẽ bị cuốn hút bởi những lời mời chào hấp dẫn với lợi nhuận cao mà những dự án này hứa hẹn. Tuy nhiên, đừng để sự tò mò hay lòng tham lấn át lý trí. Nếu bạn muốn tìm hiểu, hãy làm điều đó với cái đầu lạnh và một trái tim sáng suốt. Hãy nhớ rằng, không có điều gì dễ dàng mà lại không có cái giá của nó. Ngoài ra, việc điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính là vô cùng cần thiết. Có thể bạn đã dành quá nhiều cho những nhu cầu không thật sự cấp thiết như quần áo mới hay mỹ phẩm. Đã đến lúc cần phải cân nhắc lại. Hãy đặt ra các mục tiêu tài chính rõ ràng và thực tế để tránh việc dung tay quá tráng. Hãy tìm kiếm niềm vui trong việc tích lũy và gia tăng tài sản của mình. Đó là cách giúp bạn tập trung vào những điều có ý nghĩa và tránh xa đà vào những thói quen tiêu cực như mua sắm không cần thiết hay bàn tán về người khác. Khi bạn quá bận rộn với công việc và các kế hoạch đầu tư, những thói quen xấu này sẽ ít có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Cuối cùng, hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn. Tài lộc không chỉ đơn thuần là tiền bạc, mà còn là cách bạn quản lý nó, phát triển nó và sử dụng nó để phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặt ra những mục tiêu rõ ràng và dũng cảm bước đi trên con đường tài chính của riêng bạn, bạn sẽ thấy được những kết quả xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Dậu sinh 1981, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới, sức khỏe của tuổi Tân Dậu sẽ chịu tác động không nhỏ. Tình hình thời tiết mùa này có thể gây ra những khó khăn cho bạn, đặc biệt là liên quan đến đường hô hấp. Khí hậu hanh khô cùng với ô nhiễm không khí có thể khiến bạn dễ mắc phải các bệnh như cảm cúm hay viêm đường hô hấp. Vì vậy, việc bảo vệ bản thân là điều hết sức cần thiết. Hãy tạo thói quen đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, không chỉ giúp bạn bảo vệ đường hô hấp mà còn tránh được khói bụi và vi khuẩn độc hại. Hơn nữa, làn da của bạn cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng trong thời điểm này. Hãy sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm để bổ sung độ ẩm cho làn da, giúp nó duy trì sự mềm mại và sức sống. Bạn nên nhớ rằng, khi cơ thể khỏe mạnh, làn da sẽ tự nhiên rạng rỡ và tỏa sáng. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân từ bên ngoài, đừng quên tạo cho mình những khoảnh khắc thư giãn để tái tạo năng lượng. Thời gian này chính là cơ hội tuyệt vời để bạn tham gia vào những hoạt động thể chất nhẹ nhàng như yoga hay đạp xe, không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mang lại sự cân bằng cho tâm trí. Những buổi tập yoga không chỉ giúp bạn tăng cường sức đề kháng mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Hãy tận dụng khoảng thời gian chậm lại này để kết nối với bản thân. Một buổi sáng thư giãn với tách trà nóng hoặc một buổi chiều lang thang trong công viên sẽ giúp bạn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, xoa dịu những căng thẳng thường ngày.
Hãy chăm sóc sức khỏe của mình như cách bạn chăm sóc những người bạn yêu thương nhất, bởi một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng cho mọi thành công trong cuộc sống. Nhớ rằng, sức khỏe không chỉ là việc không mắc bệnh, mà còn là cách bạn sống và chăm sóc bản thân mỗi ngày. Hãy tạo cho mình một lối sống lành mạnh, cân bằng và tràn đầy năng lượng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Dậu sinh 1981, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới, bức tranh tình duyên của người tuổi Tân Dậu có thể nói là khá ổn định, nhưng lại mang theo chút cảm giác cứng nhắc và tĩnh lặng. Cuộc sống lứa đôi như một chiếc cầu được xây dựng vững chãi, nhưng thiếu đi sự mềm mại và ấm áp. Có lẽ cả hai bạn đều cảm thấy một chút chênh lệch trong tâm hồn, khiến cho mối quan hệ không thể đạt được sự thấu hiểu sâu sắc như mong đợi. Trong những lúc khó khăn, khi nửa kia của bạn cảm thấy lạc lõng giữa những thành viên trong gia đình, bạn hãy trở thành một bến đỗ an toàn cho họ. Hãy lắng nghe họ tâm sự, chia sẻ những điều họ đang suy tư. Tuy nhiên, hãy cẩn thận không trở thành người đổ thêm dầu vào lửa. Đôi khi sự thật không như những gì bạn nghĩ, và việc phán xét khi chưa biết rõ ràng mọi chuyện có thể tạo ra những hiểu lầm đáng tiếc. Dẫu vậy, không phải tất cả đều ảm đạm. Trong thời điểm này có những cặp đôi đã bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung, xóa bỏ những mâu thuẫn không đáng có trong cuộc sống. Những cuộc trò chuyện chân thành, những ánh mắt hiểu nhau sẽ làm cho tình yêu thêm phần rực rỡ. Thậm chí, không ít cặp đôi sẽ đón nhận những tin vui bất ngờ, có thể là sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình. Điều này không chỉ là một tin mừng, mà còn là dấu hiệu cho thấy tình cảm của bạn đang dần nảy nở và trưởng thành. Hãy cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Dù cuộc sống có bộn bề, nhưng một bữa tối lãng mạn hay một buổi đi dạo tay trong tay có thể làm cho tình yêu của bạn trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tình yêu không chỉ là những gì bạn nói, mà còn là những gì bạn làm và cảm nhận. Hãy để trái tim mình mở rộng, để tình yêu có cơ hội thăng hoa, và để bạn cùng nửa kia vượt qua mọi thử thách cùng nhau. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Trong thời điểm này, hứa hẹn sẽ mang đến cho những người tuổi Tân Dậu một khởi đầu đầy hứa hẹn và những trải nghiệm thú vị với vận khí dồi dào. Bạn sẽ cảm nhận rõ ràng rằng những cơ hội mới đang lần lượt mở ra trước mắt mình, như những cánh cửa dẫn đến những chân trời mới mẻ và đầy tiềm năng. Ngay từ những ngày đầu tháng, bạn sẽ có cơ hội giao lưu và gặp gỡ những người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực của mình. Đây không chỉ là dịp để bạn mở rộng mối quan hệ, mà còn là cơ hội để học hỏi từ những người đi trước, những người có thể định hướng cho bạn trong những bước đi tiếp theo. Hãy tận dụng tối đa những cơ hội này để biến chúng thành bước đệm cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để không bỏ lỡ những cơ hội quý giá này, bạn cần phải giữ vững sự tập trung vào công việc, đừng để những yếu tố bên ngoài làm bạn sao nhãng. Đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng, cấp trên sẽ không ngần ngại ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà bạn đạt được nếu bạn thể hiện sự chăm chỉ và cống hiến hết mình. Hãy can đảm đón nhận những thử thách mới, bởi đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Về phương diện tài chính, thời điểm này mang đến cho bạn nhiều tín hiệu khả quan, những nỗ lực của bạn trong quá khứ có thể được đền đáp xứng đáng. Khi bạn nhận được khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ những dự án đầu tư trước đó, hãy ghi nhớ rằng mỗi đồng tiền bạn kiếm được đều có giá trị không chỉ về mặt vật chất, mà còn về sự nỗ lực và công sức bạn đã bỏ ra. Đừng quên trân trọng những gì mình có và lên kế hoạch cho việc sử dụng tài chính một cách thông minh. Hãy đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng phát triển trong tương lai, hoặc đơn giản là tiết kiệm để chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn sau này. Trong những ngày này, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những quý nhân như người tuổi Mùi và tuổi Hợi, những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc và mang lại những lời khuyên quý báu. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là những người tuổi Thìn và tuổi Dậu. Họ có thể là những nhân tố gây cản trở cho bạn. Hãy khéo léo trong giao tiếp và xử lý các mối quan hệ xung quanh để không rơi vào bẫy của những điều không mong muốn. Màu sắc may mắn trong những ngày này là xanh da trời và màu trắng. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự bình yên mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và may mắn trong công việc. Hãy sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng hàng ngày để thu hút thêm vận khí tốt lành.
Các con số may mắn là 34, 22, 89 và 01 có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ. Hãy chú ý đến những con số này. Có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định quan trọng mà bạn cần đưa ra. Tiếp theo là tử vi từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Khi bước vào thời điểm này, những người tuổi Tân Dậu sẽ cảm nhận rõ ràng rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng. Thay vào đó, bạn sẽ phải đối mặt với một số thử thách đáng kể trong công việc, có thể có sự cạnh tranh gay gắt từ đồng nghiệp. Vào lúc này, khả năng của bạn sẽ được kiểm chứng. Đây là thời điểm mà bạn không nên ngần ngại bộc lộ tài năng của mình. Sự chú ý từ mọi người xung quanh có thể giúp bạn khẳng định vị trí của mình trong môi trường làm việc. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ đến từ việc bạn hoàn thành nhiệm vụ mà còn từ cách bạn thể hiện bản thân. Hãy tự tin vào những gì bạn đã học hỏi và đạt được. Đừng quên rằng, sự cạnh tranh đôi khi cũng có thể mang lại những cơ hội mới. Hãy tận dụng những khó khăn này để phát triển bản thân và tìm ra những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề khó khăn. Tình hình tài chính trong những ngày này có vẻ ổn định nhưng chưa có sự đột phá. Bạn nên xem xét lại các khoản chi tiêu để tránh lãng phí và giữ cho ngân sách của mình luôn trong tình trạng khỏe mạnh. Đây không phải là thời điểm để mạo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực chưa chắc chắn. Vì vậy, hãy kiên nhẫn và chờ đợi những cơ hội rõ ràng hơn. Hãy ghi nhớ rằng, sự bình tĩnh và sáng suốt trong quyết định tài chính sẽ giúp bạn đạt được thành công lâu dài. Một mẹo nhỏ cho bạn là hãy lập danh sách chi tiêu và so sánh với thu nhập hàng tháng của mình. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về tài chính cá nhân, từ đó dễ dàng điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho phù hợp. Về mặt tình cảm, trong những ngày này có thể mang đến những cảm giác căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình. Có thể bạn sẽ cảm thấy có sự hiểu lầm hoặc không hài lòng từ phía người thân. Điều này cần được giải quyết một cách khéo léo. Hãy chủ động tìm kiếm sự hòa hợp bằng cách lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của họ. Một cuộc trò chuyện chân thành từ trái tim đến trái tim có thể giúp xoa dịu những bức xúc và đem lại sự đồng thuận trong gia đình. Nhớ rằng, sự chia sẻ và thấu hiểu không chỉ giúp bạn giải quyết mâu thuẫn mà còn tạo ra mối liên kết vững chắc giữa các thành viên. Hãy dành thời gian để chăm sóc các mối quan hệ của mình, vì tình cảm gia đình là điều quý giá nhất mà bạn có. Trong thời điểm này, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những quý nhân như người tuổi Dần và tuổi Ngọ, những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc và cuộc sống cá nhân. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Hợi và tuổi Tý, họ có thể là những nhân tố gây cản trở cho bạn. Hãy khéo léo trong giao tiếp và xử lý các mối quan hệ xung quanh để không rơi vào bẫy của những điều không mong muốn. Màu sắc may mắn trong những ngày này là màu đỏ và màu trắng. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự may mắn mà còn tạo động lực cho bạn trong công việc. Hãy sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng hàng ngày để thu hút thêm vận khí tốt lành. Các con số may mắn là 15, 36, 48 và 52 có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ trong thời điểm này. Hãy chú ý đến những con số này. Có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định quan trọng mà bạn cần đưa ra. Quý khán giả thân mến, Phật dạy nhân quả báo ứng xưa nay vốn không chừa một ai. Trong kinh nhà Phật có nói, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, tức những việc ta đã làm dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không mất đi, chỉ chờ đủ nhân duyên kết quả, ta sẽ tự nhận lấy nhân quả. Là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ hoại diệt của tất cả chúng sinh từ đời này sang đời khác. Cho đến vũ trụ, vạn vật cũng không phải tuần hành biến dịch một cách ngẫu nhiên vô lý, mà luôn tuân theo định luật nhân quả. Lời Phật dạy nhân quả không chừa một ai, vạn sự, vạn vật trên thế gian đều có nhân quả, suốt cả cuộc đời chẳng ai tránh được nhân quả của mình. 1. Những việc con người làm trời xanh đều thấu tỏ. Nhắc đến luật nhân quả, nhiều người sẽ cho rằng đây là một khái niệm mê tín, cũng có người cho rằng nhân quả là khái niệm mơ hồ không có thật của Phật giáo. Trong mắt những người vô thần, nhân quả báo ứng chỉ là điều diễn dông. Nhưng rất nhiều câu chuyện có thật đã chỉ ra rằng điều tưởng như mê tín ấy lại đang hiện hữu từng phút, từng giờ, ngay bên cạnh chúng ta, cho nên nhân quả báo ứng là có thật. Khái niệm nhân quả nghĩa là nghiệp nhân quả báo nhân, tức là nguyên nhân hay nhân duyên quả là kết quả hay quả báo. Mọi việc trên thế gian đều tồn tại nhân quả, tiền nhân, hậu quả. Nhân quả không do bất cứ người nào, đấng thần linh nào quy định hay chế tạo ra mà là một quy luật tồn tại khách quan, âm thầm lặng lẽ nhưng luôn đúng đắn, chính xác,
hiệu quả vô cùng. Đừng nghĩ rằng những việc mình đã làm không có ai chứng kiến thì thần không biết quỷ không hay. Thực ra mỗi một việc thiện mà bạn làm sẽ trở thành phúc báo sau này cho bạn. Mỗi việc ác mà bạn làm sẽ trở thành quả báo, nghiệp báo mà bạn phải gánh vác trong tương lai. Nhân quả không chừa một ai, chẳng người nào có thể tránh được nhân quả báo ứng. Mỗi một hành động của con người cuối cùng đều sẽ gieo nhân nào gặp quả nấy. 2. Cách đối xử với thế giới này quyết định nhân quả nhận được. Lời Phật dạy về nhân quả rằng nhân quả vốn chẳng chừa bất cứ ai. Nếu bạn sống cay nghiệt, người khác nhất định đối xử hà khắc với bạn. Nếu bạn hào phóng, người khác chắc chắn chẳng so đo toan tính với bạn là bao. Nếu bạn hiền lành, bao dung, chân thành với mọi người, tất sẽ có người sẵn sàng ở bên bạn chung hoạn nạn. Còn nếu bạn vì lợi ích cá nhân, sống giả dối, hai mặt, chẳng ai muốn đến gần một người gian xảo như vậy cả. Trong kinh Phật có nói, Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả. Tại sao vậy? Nhờ đã giác ngộ thấu suốt được lý nhân quả trong ba đời nên Bồ Tát chỉ sợ nhân mà không sợ quả. Chúng sinh là loại hữu tình, có sinh có tử, còn vô minh nên đi mãi trong dòng luân hồi. Vì chưa giác ngộ, còn mê mờ, không thông lý nhân quả, nên chúng sinh chỉ sợ quả mà không sợ nhân. Bồ Tát là người giác ngộ, là người đã thấy tận cái nguồn gốc của sự khổ đau và an lạc, cho nên sẽ không tự làm khổ mình, không tạo ác niệm, cũng không lo gặp phải ác báo. Còn chúng sinh lại coi thường nhân quả, lòng tràn đầy tham vọng tham, sân, si, nói lời khẩu nghiệp để rồi đến khi quả báo xảy tới, có hối hận cũng muộn rồi. Nhiều người làm việc ác, bất chấp thủ đoạn là do không tin vào nhân quả báo ứng. Chỉ người biết sợ nhân quả hiểu rằng nhân quả không chừa một ai thì mới có thể tích phúc, tích đức, vinh hoa phú quý cả đời không phải một cách ngẫu nhiên mà có. Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lại dạy về luật nhân quả. Trong hầu hết các kinh điển, mỗi lời dạy của Ngài đều hàm chứa vô số ý nghĩa, song cũng không ngoài mục làm cho tất cả chúng sinh đều nhận ra được mối quan hệ giữa nhân duyên đời trước và quả báo đời sau của mình. Bởi một khi đã nhận hiểu được mối quan hệ đó thì dù chúng ta làm việc gì, nói lời gì cũng đều sẽ phải nghĩ đến kết quả tốt hay xấu mà nó mang lại. Như vậy, sẽ tuyệt đối không có sự làm liều, nói ẩu để rồi phải chịu hậu quả đau khổ trong hiện tại và tương lai. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.